Cô chào cả lớp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 156 và giao bài của buổi số 157. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Chúng ta hôm nay sẽ chữa bài đi với giới từ on đứng trước thứ, ngày, tháng. Thì bây giờ mình sẽ đến với phần bài phần kiến thức mở rộng. Chúng ta có phần kiến thức mở rộng với giới từ on dùng để chỉ địa điểm và để chỉ thời gian. Nếu như chúng ta dùng giới từ on để chỉ địa điểm, chúng ta có thể đó là dùng với một tên của một con phố, đúng không ạ? On Doãn Kế Thiện Street, on Trần Hưng Đạo Street. Hoặc là chúng ta có thể chỉ phương tiện, ví dụ như là on a bus, on a train, on a plane, on a ship. Đó là giới từ on dùng để chỉ phương tiện và địa điểm. Hoặc là giới từ on có thể được dùng để chỉ thời gian với các giờ, ngày, với ngày các bạn nhé, với ngày, với thứ, đúng không ạ? Cụ thể ví dụ như là thứ hai, thứ ba, thứ tư, on Monday, on Saturday, on Sunday. Hoặc là chúng ta với những cái ngày lễ, dịp lễ cụ thể, ví dụ như là vào ngày lễ Valentine, on Valentine's Day. Hoặc là vào ngày lễ Giáng sinh, on Christmas Day. Hoặc là vào ngày cụ thể, ví dụ ngày 15 tháng 6 hoặc là ngày 30 tháng 7 chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có giới từ on đứng trước. Đó, vậy thì các bạn sẽ có thời gian để chúng ta ghi lại phần kiến thức mở rộng nhé. Và sau đó là các bạn ghi xong thì mình sẽ chữa bài. Rồi, và bây giờ mình sẽ chữa bài câu 1. Bố tôi có cuộc họp vào thứ năm. Các bạn cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nào. Bố tôi có cuộc họp vào thứ năm. Vậy chúng ta có bố tôi, my father has a conference. My father, khi này chúng ta nhớ chia động từ has. My father has a conference on Thursday. My father has a conference on Thursday. Đứng trước các thứ trong tuần các bạn nhớ dùng với giới từ on. On Thursday. Bạn nào chưa làm được thì các bạn chữa bài nói giúp cô. Câu 2. Họ có bài kiểm tra tiếng Anh vào thứ 6 ngày 13. Khi này thì chúng ta gặp là đứng trước cả thứ, cả ngày thì các bạn sẽ dùng vẫn dùng với giới từ on nhé. Họ có bài kiểm tra vào thứ 6 ngày 13.
Vậy chúng ta có chủ ngữ họ. They have an English test on Friday 13. On Friday 13. Khi này thì các bạn phải dùng số 13 ở dạng số thứ tự nhá. Friday 13. Và chúng ta có từ on đứng trước ngày và thứ. Thứ ngày và từ on. Vậy chúng ta có chủ ngữ they thì động từ have giữ nguyên. They have an English test on Friday 13. Câu 3. Cô ấy uống cà phê vào mỗi buổi sáng chủ nhật cùng với bạn của cô ấy. Câu này hơi dài một chút, các bạn sẽ cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nhé. Vậy ta có cô ấy uống cà phê. She drinks coffee on Sunday morning with her friends. He drinks coffee on Sunday morning with her friends. Cô ấy uống cà phê, các bạn chú ý chia động từ của từ drinks coffee on Sunday morning và sáng chủ nhật with her friends. Chúng ta có thấy là các bạn sẽ thấy một cái thứ ở đây đúng không ạ? Đó là Sunday. Thì các bạn phải dùng với giới từ on. On Sunday morning with her friends. Câu 4. Chúng tôi tặng quà vào ngày Giáng sinh. Chúng ta thấy rằng là đứng trước một cái dịp lễ thì chúng ta cũng dùng với từ on đúng không ạ? Với giới từ on. Thì các bạn sẽ ghi bài nhá. Các bạn sẽ cho cô đáp án xuống phần bình luận nào. Vậy ta có chủ ngữ chúng tôi. We give gifts on Christmas. We give gifts on Christmas. Chúng tôi tặng quà vào ngày Giáng sinh. Give gifts on Christmas.
năm. Sinh nhật tôi là ngày 12 tháng 7. Vậy ta có my birthday is on July 12th. Ngày 12 tháng 7 chúng ta dùng với dạng so, dạng số thứ tự của số 12, on July 12th. Sinh nhật của tôi chúng ta có chủ ngữ là my birthday is on July 12th. Vậy các bạn có thời gian để xếp lại cả 5 câu trong phần chữa bài ngày hôm nay. Chúng ta dùng với giới từ on đứng trước thứ ngày và đứng trước các dịp lễ trong năm. Các bạn sẽ có thời gian để xem lại nhé. Và chút nữa thì mình sẽ có phần bài tập về nhà của buổi học ngày hôm nay.